Sau đây là những thông tin mới cập nhật về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và trong cả nước hôm nay. Tại Ninh Bình Sở Y tế thông tin, ngày 5 tháng 9, Ninh Bình không ghi nhận thêm ca bệnh xác định mới. Như vậy, đến nay, toàn tỉnh đang cách ly điều trị giám sát chặt chẽ 101 ca bệnh xác định tại phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, phòng khám đa khoa khu vực Quỳnh Sơn, phòng khám đa khoa khu vực Cồn Thoi và phòng khám đa khoa khu vực Gia Lạc. Trong ngày, toàn tỉnh có 121 trường hợp nghi ngờ được cách ly mới, điều tra và lấy mẫu cho 2.419 trường hợp. Tại Việt Nam, Tính từ 17 giờ ngày 4 tháng 9 đến 17 giờ ngày 5 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.137 ca nhiễm mới, trong đó 36 ca nhập cảnh và 13.101 ca ghi nhận trong nước. Về tình hình điều trị, đã có 9.211 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày. Hiện nay, qua các đợt kiểm tra giám sát của Bộ Y tế và báo cáo của một số tỉnh thành phố, có hiện tượng người hành nghề tự ý bỏ vị trí công tác, không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được phân công. Để khắc phục tình trạng này, bảo đảm nhân lực thực hiện phòng chống dịch COVID-19 và khám bệnh, chữa bệnh thường quy, Bộ Y tế đề nghị các sở y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn, cả cơ sở công lập và tư nhân thực hiện các nội dung. Bảo đảm nhân lực làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị, xây dựng phương án kế hoạch bố trí nhân lực phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế để dự phòng có tình huống lây nhiễm phải cách ly y tế, gây ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Các địa phương tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của luật khám chữa bệnh, phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch COVID-19 biểu dương khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, viên chức, người hành nghề tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và hoạt động khám chữa bệnh bộ y tế đề nghị sở y tế các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát kịp thời chấn chỉnh việc quản lý người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tổng hợp các trường hợp tự ý bỏ việc hoặc vi phạm các quy định về đạo đức hành nghề gửi về bộ y tế để tổng hợp xem xét có hình thức kỷ luật hành chính hoặc tức quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp vi phạm